Tổng thống Belarus cảnh báo nguy cơ bùng phát thế chiến thứ ba. Tổng thống Belarus cho biết đã chuẩn bị với những diễn biến bất ổn có thể xảy ra trên thế giới, nhấn mạnh về nguy cơ về một cuộc thế chiến mới. Newsweek đưa tin, trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng những quan ngại về nguy cơ xảy ra thế chiến thứ ba khi nước này đã củng cố các kế hoạch nhằm chuẩn bị nhiều nhất có thể cho những cuộc đối đầu trong tương lai. Thế giới một lần nữa lại tiến gần đến bờ vực thẳm, chúng ta phải chuẩn bị cho càng nhiều càng tốt để vô hiệu hóa các rủi ro về mối đe dọa. Các cơ sở để lo ngại về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, ông Lukashenko nhận định. Cảnh báo của ông đến trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vốn sắp tiến gần tới mốc 2 năm đã làm gia tăng lo ngại toàn cầu rằng cuộc xung đột có thể lan rộng và leo thang ngoài tầm kiểm soát. Đây là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai và những cảnh báo về việc các bên sử dụng vũ khí hạt nhân đã làm gia tăng thêm mối lo ngại vào thời điểm các cuộc giao tranh khác cũng đang bùng phát trên thế giới. Belarus là một trong những quốc gia ủng hộ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine khi từng cho Moscow sử dụng lãnh thổ để đưa quân vào nước láng giềng. Nga đã chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus nhằm giúp đồng minh thân cận đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Tuy nhiên, Belarus nhiều lần tuyên bố binh sĩ nước này chưa tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Belarus cũng kêu gọi các bên đàm phán để tiến tới lệnh ngừng bắn. NATO cũng đang tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ những năm 1990 với khoảng 90.000 binh sĩ tham gia trong vài tháng. Đề cập đến cuộc tập trận, ông Lukashenko cho biết các cơ quan tình báo của Minsk đang theo dõi sát sao và tiết lộ khoảng 32.000 binh sĩ từ các thành viên NATO đã được triển khai ở khu vực lân cận Belarus và Nga. Ông Lukashenko cho biết hai đơn vị mới của hệ thống phòng không S-400 đang được biên chế trong quân đội nước này. Ông cho biết thêm hai sĩ si đoàn khác được trang bị hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M. Belarus đã tăng cường quan hệ với Nga trong thời gian qua. Tháng trước, Minsk và Moscow đã ký các thỏa thuận mới với ông Putin cho rằng thể hiện một liên minh thực sự và quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Belarus. Hiệp ước an ninh của Ukraine có thật sự an toàn Theo tờ Shana đưa tin, một số đồng minh châu Âu của Ukraine đã ký hiệp ước an ninh với chính quyền Kiev, đầu tiên là Vương quốc Anh, theo sau đó là Đức và Pháp. Nhiều khả năng, Mỹ và một số quốc gia khác ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến cũng sẽ làm điều này. Tuy nhiên, thời điểm ký kết vẫn chưa được công bố. Được biết rằng, các đồng minh của Ukraine đã nhất trí về những tài liệu này tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào năm 2023 vừa qua. Vào thời điểm đó, các hiệp định song phương trong tương lai được đưa ra như là một hình thức thay thế cho lời mời gia nhập NATO, điều mà ông Zelensky đã tìm kiếm bấy lâu nhưng chưa tìm thấy. Kiev hy vọng rằng sẽ được ký kết những hiệp định này không chỉ với các thành viên của Liên minh NATO mà còn với gần 30 quốc gia khác. Theo các bên ký kết, những thỏa thuận này sẽ tạm thời tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine bằng viện trợ quân sự trong nhiều năm tới, giúp nước này khởi động lại ngành công nghiệp quốc phòng và chuẩn bị trở thành thành viên của NATO. Tuy nhiên, trong các thỏa thuận này, chúng ta có thể dễ dàng thấy được là các đồng minh phương Tây vẫn không muốn chiến đấu vì Ukraine không có nghĩa vụ nào là điều 5 của hiến trương NATO về phòng thủ tập thể đã được đưa ra. Tất cả những nghĩa vụ mà các đồng minh phương Tây thực hiện như là giúp Ukraine cung cấp vũ khí, tiền bạc gần như là tương ứng với những gì họ đã và đang làm. Do đó, phần lớn các thỏa thuận này không có nhiều ý nghĩa về mặt thực tế. Nhiều nhất thì những sự thỏa thuận này cũng chỉ có mục đích như chúng ta đã biết. Đó là thể hiện sự ủng hộ vững chắc cho Ukraine từ các đồng minh phương Tây trong bối cảnh có nhiều vấn đề khó khăn trên chiến trường như hiện nay. Trong một thỏa thuận được ký kết vào ngày 12 tháng 1 với Anh Quốc trong chuyến thăm của Thủ tướng Rishi Sunak tới thủ đô Kiev, thì văn phòng Tổng thống Zelensky đã gọi thỏa thuận này là thỏa thuận an ninh chưa từng có đối với chính sách ngoại giao của Ukraine. Cũng trong thỏa thuận này, Thủ tướng Anh Sunak đã hứa sẽ cung cấp viện trợ quân sự mới cho Ukraine với giá trị lên tới 3 tỷ euro trong vòng 2 năm tới trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang của Nga vào Ukraine thì London cam kết sẽ là tham vấn với các đồng minh về các hành động cấp bách tiếp theo trong vòng 24 giờ. Để kịp thời cung cấp sự hỗ trợ nhanh chóng và bền vững bằng vũ khí, tiền bạc và các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, nghĩa là người Anh không có nghĩa vụ phải tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này. Ngoài ra người Anh cũng sẽ giúp Ukraine phát triển hải quân và căn cứ công nghiệp quốc phòng cũng như chuẩn bị cho nước này trở thành thành viên của NATO. Giới chuyên gia nhận xét thỏa thuận an ninh của Ukraine với Vương quốc Anh là một dự thảo sửa đổi khác khuyến nghị của IMAX vào năm 2022. Ngoài những thỏa thuận trên, thì hàng loạt các thỏa thuận về kinh tế, chính trị và các lệnh trừng phạt cũng đã được đưa ra. Điều này chỉ ra rằng đây không phải là bản ghi nhớ Budapest, cũng không phải là những đảm bảo an ninh trông giống như những đảm bảo mà Mỹ đã cung cấp cho Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Philippines. Tại một diễn biến khác vào ngày 16 tháng 2 tại Berlin, thủ đô Đức, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã ký một thỏa thuận an ninh giữa hai nước. Thỏa thuận này cũng có thời hạn lên tới 10 năm. Điều thú vị ở đây là tài liệu này tồn tại ở ba phiên bản, tiếng Ukraine, tiếng Đức và tiếng Anh. Cũng trong ngày hôm đó, Tổng thống Zelensky cũng đã ký một thỏa thuận tương tự với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhưng phiên bản này chỉ có tiếng Pháp và tiếng Ukraine. Ở những điểm quan trọng thiết yếu thì hai hiệp ước này lặp lại hoàn toàn với những gì mà bản thỏa thuận với Vương quốc Anh đã đưa ra. Theo ông Jaleski, việc ký kết thỏa thuận an ninh với Đức không chỉ phản ánh mức độ quan hệ giữa hai nước, mà còn phản ánh vai trò của Berlin trong việc duy trì sự ổn định ở châu Âu và thế giới. Đối với ông Jaleski, thì số tiền và thời điểm viện trợ theo quy định cho Kiev là điều quan trọng nhất trong thỏa thuận này nếu như trong phiên bản của Anh, nó tuyên bố rằng trong trường hợp Nga xâm chiếm Ukraine, thì các cuộc tham vấn sẽ được triệu tập trong vòng 24 giờ để xác định các bước tiếp theo và chắc chắn sẽ được Đức và các quốc gia NATO khác cung cấp sự hỗ trợ an ninh và kinh tế cho Ukraine nhanh chóng và liên tục trong mọi lĩnh vực cần thiết, cũng như là hỗ trợ về kinh tế. Tuy nhiên, thời gian và khối lượng hỗ trợ vẫn do Đức và các bên tham gia hỗ trợ tự quyết định. Điều này cũng có nghĩa là Quốc hội Đức có thể sẽ phải hỗ trợ việc phân bổ tiền cho Kyiv hàng năm. Đó là lý do tại sao thỏa thuận về việc phân bổ hỗ trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2022 và 2024 đã được đưa ra. Còn đối với thỏa thuận giữa Ukraine và Pháp thì theo tờ Reuters, Paris sẵn sàng phân bổ khoản hỗ trợ quân sự lên tới 3 tỷ euro. Điều này dường như là lặp lại giống như trong thỏa thuận với Vương quốc Anh. Ngoài việc giống với thỏa thuận của Anh về số tiền hỗ trợ thì thỏa thuận này cũng giống với thỏa thuận của Đức trong việc cải cách quân sự. Và trong bối cảnh ký kết các thỏa thuận giữa Ukraine và các đồng minh, thì câu hỏi lớn nhất đặt ra ở đây là khi nào một thỏa thuận như vậy giữa Ukraine và Mỹ sẽ được ký kết. Theo đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Bridget Spring, một văn bản tương tự sẽ được ký kết giữa Kiev và Washington. Nhưng hiện tại, văn bản này vẫn chưa được hoàn thiện. Được biết, chính quyền Biden đã viện trợ cho Ukraine rất nhiều. Ngay cả trước cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022, tuy nhiên, với cách tiếp cận của chiến dịch tranh cử tổng thống, chính quyền Joe Biden bắt đầu gặp những vấn đề lớn trong việc đảm bảo hỗ trợ cho Ukraine. Tình trạng này sẽ trở nên nghiêm trọng nếu như ông Trump trở thành tân tổng thống của Mỹ một lần nữa. Khi đó thì một thỏa thuận giống như Vương quốc Anh gần như là không hề xảy ra, do đó mà các đồng minh phương Tây đang cố gắng giải quyết vấn đề vào thời điểm hiện tại trước khi một người của Đảng Cộng hòa lên nắm quyền. Người đứng đầu Ủy ban Quốc hội về Chính sách Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế Oleksandr Mezesko đã gọi văn kiện được ký với Anh là một thỏa thuận chính trị, chứ không phải là nghĩa vụ về pháp lý. Ngược lại thì đây cũng chính là điểm yếu của các thỏa thuận được đưa ra. Bởi vì nếu những người có quan điểm khác lên nắm quyền ở London, Berlin hay là Paris thì họ có thể thay đổi quan điểm của đất nước về Ukraine và những thỏa thuận với nó. Dù vậy thì văn phòng Tổng thống Zelensky vẫn sẽ đưa ra một loạt các thỏa thuận như một thành công trong chính sách đối ngoại của Ukraine